Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau từ với cả Steve Legacy. Thì trước khi vào video của này sẽ cùng like xem đăng ký nhá. Ok Quân ơi, lần này mình sẽ làm về Steve Legacy tứ kết khó. Mình để xem mình có đánh được với cả chích cái lỏ không nhá, để xem mình có gặp được chích cái lỏ không. Rồi thì để lần này mình sẽ sử dụng chơi con Kai Stone đây. Đấy, chơi con Kai Stone Quân nhá. Mình gọi cái này là Kai Stone. À, bây giờ 999 luôn, quá chất. Rồi F8 đâu, ô mình bật auto click lên nhỉ. Đây để mình bật auto click lên bọn này. Đây. Ok. Đấy bây giờ rồi, đấm. Ok rồi. Quá nhiều. Rồi. Ơi hình như cái này đổi được skin đúng không? À không. Ơ sao mình nhớ là trước. Ồ đúng rồi, cái này đổi được skin trong cái lúc này con ơi. Ok. Mình thử xem liệu mình có đổi được skin à, skin tượng thì lại méo đổi được anh em ạ. Áo mua nhá. Ồ. Ờ skin tượng thì méo đổi được anh em nhá. Áo thật sự. Ok chưa? Ok rồi. Không sao. Wait. Tượng kiếp John lava đối với tượng lửa ai nhầm kiếm sĩ Free Fire đúng rồi. Ok, chờ cây đưa ra còn nhá. Được rồi, con ơi. Đấm. Đây con là Kaider mà ngày xưa chúng ta có gọi là Kaider đá đấy con ơi. Đấy, ngày xưa mod cũng có đấy. Ờ. Mấy cái mod ấy nhưng mà hồi đấy chúng ta chưa biết con ơi, có mấy cái kia. Đấy thì làm về con Kaider này. Hồi đấy có ai biết mod đâu. Ok chưa. Mày solo à? À để tí mình vào mình lấy con đấy con ơi. Tí mình vào mình lấy con tí mình vào mình lấy cái tượng đấy. Tượng gì người mình sẽ gọi nó là tượng Kai đúng rồi, tượng Kai. Ok chưa? Tượng Hừa. Ok chưa. Mày nhân. Láo mày. Ui tượng Free Fire mạnh vậy. What the hell. À mình quên mất. Tí về đối tượng ngay anh em ạ. Dành cho bạn nào không biết lần trước. Đây. Ôi chưa nãy chưa cho bạn thấy này nhỉ. Bạn nào để ý vừa nãy là các bạn sẽ thấy tua lại vừa nãy các bạn sẽ thấy đó chính là cái bọn cung thủ thành bằng một cái thần kỳ nó bắn thẳng vào cái con cung này của mình đấy nhá. Bắn thẳng cái tượng của mình, những cái hitbox của cái tượng của mình nó bị ảo anh em ạ. Ờ. Cái hitbox tượng của mình nó bị ảo anh em nhá. Đấy. Tưng. Ok, được rồi. Tưng. Wait. What the hell? Ok chưa. Oh. Đây rồi con ơi. Mà sao bọn này trâu thật anh em ạ? Mà chờ mãi nó trâu quá con ơi. Wait. Ok chưa? Ta. Ok con ơi, từ đã nha, xem nào. Tiếp này xem nào. Liệu chúng ta có gặp được chích cơ lỏ không bạn? À mình sẽ vào mình đổi tượng không tượng mình nó nổ mất anh em ạ. Nó cho phát bay màu luôn đây rồi. Mua tượng Kai này. Đây, Kai đá. Này, tượng Kai đá, Kai bằng đá các bạn nhá. Đấy tượng Kai đá chờ đây. Ok chưa. Giờ nó mới chuẩn đét chứ. Thực ra là đáng lẽ mình nên cho chúng nó cơ hội để chúng nó sinh sản. Ok. Không sao, để mình cho cơ hội là chúng nó gọi là thuê thêm quân về đánh mình em nhá. À, mình sẽ cho chúng nó cơ hội để chúng nó thuê thêm quân về đánh mình. Không vậy dở rồi anh em. Không vậy dở rồi. Ok chưa. Tưng. Được rồi con ơi. Này liệu chúng nó ấy không đây. Tèo. Được rồi con ơi. Mình sẽ cho chúng nó cơ hội để mà chúng nó
có thể đánh bại được mình bạn ạ. Ok nhở. Test ra tẹo. Tưng 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 tưng. Được rồi, được rồi. Thôi đáng ra mình sẽ cho nó cơ hội thôi. Đấy, chứ còn ăn được không thì mình không biết anh em ạ. Ok chờ, mình sẽ cho nó cơ hội ít nhất là 1 đến 2 lần về. Ok. Thì bọn này nó mặc công tượng của mình sẽ cho nó quả ấy anh em ơi. Trời, mình sẽ trồi nó thêm đào vàng để mà mình câu kéo chúng nó đi theo đào vàng nhá. Đấy, mình cho thêm con đào vàng để bọn kia nó tập trung vào đào vàng, nó không có đi nó không có đập trụ mình luôn cho nó, mình cho nó bốc hơi luôn các bạn. Nó mà đập trụ mình cho nó bốc hơi luôn. Ok nhỉ. Ok con ơi. Rồi được rồi, đến lúc rồi. Một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, cho năm con đi. Ok chưa? Được rồi. Cho năm con thôi. Được rồi. Quay. Liệu năm con cai đây đưa đá con được không con ơi? Đây là cai đây đưa làm từ đá nhé. Mày muốn chơi muốn chơi. Ok chưa. Bom. Ok, được rồi. Quay. Sao mà chúng nó ra ít thật đấy em ạ. Mình tưởng phải mạnh hơn cơ. Mình tưởng phải có không lô hay là Không lô hay là cái gì cơ em ạ. Ra ít quá. Vậy là không ổn rồi cô ơi. Nó ra ít quá. Được chưa? Mày nhờ đấm mày solo à, náo mày đi trời ơi, ui trời. Anh em chỉ cần chi ra khoảng 5 con sấp xỉ 1.000 kim cương là các bạn sẽ có thể mua được tất. Đấy, ok. Nếu sấp xỉ 1.000 kim cương là các bạn có thể được tất. Được chưa? Mày nhờ, ui cái tượng Free Fire đúng mạnh luôn anh em ạ. Ui. À, giờ mình để ý, mình là cai đá vs cai Free Fire. Rồi, xem nào anh ơi. Xem nào anh em ơi. Được rồi. Được rồi. Ui, bọn này vẫn trụ được à, mạnh gớm em ạ. Cũng mắn. Cung manh. Tưng. Đây rồi. Sao bọn này nó ui, nó trồi ra gian stone nước đá nơi. Ui sao trồi ra cả gian stone nước đá à, gớm phết anh em ạ. Trồi ra cả gian stone nước đá. Zone stun nước đá nơi. Nói chung là nước đá này không có tuổi ấy. Rõ ràng con kia skin Free Fire nhưng mà nó lại chơi nước đá con ơi. Áo thật sự. Mày nhờn. Sao mà này trâu chứ, nói thật chứ. Mấy con zombie này đúng là mạnh thật, áp đảo quân số thật sự đấy. Nhưng mà chúng ta gặp một vấn đề khá là lớn mà nè. Bởi vì là nó áp đảo nhưng mà nó không đang bé quá con ạ. Đang nó bé quá con ơi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải làm quả chơi bút bắn đây nha. Được chưa? Ôi trời, nhiều quá, bọn này phải đứng ở nhà con ạ. Ơi. Mình không hiểu sao mà nãy có một con zombie ra tôi một trâu thế. À đây rồi, không hiểu mình hạ được. Ok con ơi. Cộng với cả team nó có tín hiệu Free Fire nó khỏe quá. Anh em ơi. Ok chưa? Bắt thằng này mắc cả rồng rồi, nhưng trời lắm thế. Mày. Ok rồi, con này nổ tường rồi. Ôi trời ơi. Đấy, quên chưa? Xem nào. Tiếp theo này. Hey. Đùm. Rồi, cứ chơi à. Cái khác này, bọn này cho nguyên bọn trận vừa nãy là khoảng mấy phút rồi. Mà con này câu dở quá anh ạ. Đây rồi. Đây rồi. Trời ơi, đây rồi bọn này. Ok, mình sẽ cho team nó được à. Mình sẽ mua cái này. Xong mua thêm cái này nữa. Ôi chết, mua cái này.
Rồi, mình thêm này nữa. Ok, đấy. Giờ mình sẽ cho team nó cơ hội để mà phát triển tối đa quả nhá. Mình cho chúng nó cơ hội phát triển tối đa luôn. Ok. Ui, ui. Sai, ok. Nghe hơi điếc tai chứ anh em, không sao. Rồi, mình cho nó cơ hội để mà phát triển tối đa quả nhá. Rồi này, thêm cái này, tiếc là cái này không có tăng tốc độ mà. Ui. Không ổn, không ổn, cái này rồi. Trời này này, đấy, mình trong lúc này mình sẽ trời bọn này ra để nó đào vàng cho mình đó. Ui, what, oh, mình gặp trích cơ lỏ con ơi. Ván này đánh với trích cơ lỏ quá nè, ui trời ơi. Phải, trích cơ lỏ vs trích cơ diêu. Ok, xem là liệu trích cơ lỏ ai đấu với trích cơ diêu con nhá. Wait. Ê, căng, thôi lùi về, thôi con bắn tạch đấy. Không sao, không sao. Đây con này, trích cơ lỏ là kinh gớm phết mà nào, không đùa đâu. Trích cơ lỏ là gớm phết đấy. Ok. Sợ khiếp phết, khiếp phết. Trích cơ lỏ mạnh em ạ. Đấy, nhưng mà không sao, mình sẽ để cho. Ok, nó chạy cái lệnh run unit spam ấy kia. Để quái là spam con gì, không spam, spam ngay con này em ạ. Ok, chứ spam ngay con zombie này. Con zombie này không quá mạnh đâu em ạ. Tưng 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 tưng. Được rồi, được rồi quân ơi, được rồi quân ơi. Ok chưa, ok chưa. Ui chúng nó bắt đầu cộng. Ui bọn này máu chiến nhỉ. Mình trời quân mình thật đông, dọa dọa nó khiếp anh em ạ. Đây, mình trời quân mình thật là đông, dọa nó khiếp anh em nhá. Đấy, khiếp ngay. Yes. Đấy chờ các em ơi, cực khiếp. Tưng 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 tưng. Được rồi anh em ơi, khiếp chưa, khiếp chưa. Được rồi. Ok, ok chưa. Được rồi. Khiếp, khiếp ngay, mình trời đông đông phát khiếp ngay anh em nhá. Xài ơi. Được rồi, mình trời đông phát là khiếp luôn, còn gì nữa. Tưng 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 tưng. Ôi cái gì đấy? Trời cái giáo vàng em ạ, càng ngày nó càng dùng nhiều lệnh em nhá đấy. Càng ngày nó càng có nhiều lệnh. Ok, tí mình sẽ chơi Kaider ra vào hôm này được rồi. Nhưng mà từ từ nhiều lệnh thế nhỉ, xem liệu, liệu chúng ta có con gì nữa ngoài con kiếm. Kiếm kết hợp kết hợp giữa băng và lửa. Giáo kết hợp giữa giáo điện, giáo băng, à giáo điện, giáo lửa, giáo. Giáo ma cà rồng. Phù thủy là phù thủy. Ăn tét. Ăn tét kết hợp với cả cái gì quên mất rồi. Gọi là ăn tét kết hợp với cả băng, giáo băng. Xong rồi này triệu hồi đủ kiểu. Nhưng mà nãy giờ à, còn cung, cung lá với cả băng. Nhưng mà nãy giờ mình vẫn chưa thấy con khổng lồ. Mình nhớ là mình chưa, nhưng mình chưa thấy là con, mình chưa thấy có con khổng lồ nào cả các bạn ạ. Mình nhớ chứ mình chưa thấy con khổng lồ nào bên bên địch cả anh em ạ. Ok, ok. Được rồi, con ơi. Tưng. Được rồi. Ok, ok, chuẩn bị này. Ui, cái gì? Run Infinity Game. Mà nó triệu hồi, chả triệu hồi cái gì cả con ạ. Áo ma thật sự. Được rồi anh em ơi. Được rồi anh em ơi. Tưng. Tưng. Ok chưa. Rồi. Ok, run attack bot. Ok rồi, mình nghĩ là mình nên cho quân của mình lên. Wait. Đội quân cầm chùy lên. Mình sẽ khiêu chiến cho nó bằng đội quân cầm chùy các bạn nhá. Ok. Trước đấy càng xong rồi một hại. Hai con cây đưa đây. Thì giờ mình sẽ khiêu chiến cho nó bằng đội quân cầm chùy. Ui, chứ nó khiếp luôn à. Sợ thật, mình chảy ở sao nó khiếp với cái đội quân cầm chùy này của mình. Quân cầm chùy yếu vãi, nó bắn mấy phát là niệm luôn. Được chưa? Được rồi, nhưng mà không sao. Nó khiếp thì mình đứng nước lấn tới rồi. Ui, đây rồi, mình thấy được con khổng lồ nó rồi. Hóa ra nó là con khổng lồ. Sao mà khổng lồ nó bé nhỉ? Khổng lồ thằng này bé thế. Kiếm thì to à. Khổng lồ thì kiếm to, giáo to. Khổng lồ bé, áo thật. Cũng bé luôn. Được cái nó chạy nhanh em ạ. Đây, khổng lồ điện này kết hợp với cả khổng lồ điện này, Savizer có vẻ khổng lồ thì nó đánh nhanh hơn anh em ạ. Được rồi. Ui, nó chơi điện kìa.
nó chơi điện kìa. Oh no, nó chơi xét giật tê tê kìa. À đâu, nó điều khiển mà nhỉ. Ừ, nó điều khiển. Uầy, khôn phết anh em ạ. Khôn phết, nó biết điều khiển con khổng lồ để mà đập ra điện luôn. Áo áo thật sự đấy. Ok chưa, hình như dầm cái để ý này. À không, không sai anh em. Rồi xong rồi đây, kết thúc rồi anh em ơi. Chúng kết thúc luôn nhá. Uầy, 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 uầy. Con gian quát đâu ra đây, con gian quát đâu ra đây. Sẽ đông quá con đây. Tưng, tưng, tưng. Được rồi con ơi, được rồi anh em ơi. Tưng, 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 tưng. Chuẩn bị rồi. Đào, tên, đào. Đây rồi, win rồi, easy win rồi. Quả này thì, thì đứng hết cứu đây em ạ, không có mấy nữa. Đứng hết cứu luôn rồi, chắc chắn là hết cứu rồi anh em ạ. Rồi một đội quân zombie quay nó nhảy kìa, nó nhảy. Ui thêm con khổng lồ trâu vật anh em ạ, con khổng lồ nó trâu vật luôn, khỏe vãi. Chơi đồ này khỏe quá anh em ơi, khỏe nhưng mà ít quá. Mình lấy số lượng đẹp chất lượng luôn, được gì nữa, lấy số lượng đẹp chất lượng luôn, được gì nữa. Nào số lượng của mình quá đông anh em ơi, đẹp được chất lượng này tạch hết. Mày nhơn rồi. Easy win, giờ gọi 100 con gian boss đây. Thôi thực ra 100 con gian boss thì nó sẽ đập tánh luôn. 100 con gian boss đập cho không ngáp luôn, đừng gì nữa. Ok. Uầy, đây rồi. Chúng ta đã thấy được con gian boss bạn ơi. Như vậy chúng ta đã thấy được con gian boss rồi. Đó chính là một con gian boss sở hữu skin băng giá bạn ơi. Uầy, tôi còn thấy được rồi bạn ơi. Ok chưa. Nhưng mà có lẽ là phải kết thúc tại đây thôi anh em ạ. Bởi vì zombie team mình quá đông sẽ đập trụ và bọn kia sẽ không thể cứu được anh em ạ, vì nó quá đông. Ok giờ. Rồi, bye bye. Easy win con ơi. Ok con ơi, nhưng thôi chắc lúc này chẳng là skin nhà. Thôi tạm biệt các bạn. Bye bye. Hacker lỏ này. À từ từ, trước khi tạm biệt mình xem check à. Nó đánh bại được con này đối với thằng này, đối với Vin. Vin thua. Hacker lò đối với KT, KT thắng. À ok, chúng ta sẽ thấy được rằng con nào sẽ mạnh hơn con nào các bạn ạ. À. Ồ, ra như vậy. Được rồi con ơi. Hacker đối với Vin, Hacker thắng. Hacker đối với cả Zep, Hacker thắng. Hacker đối với mình, tất nhiên mình thắng rồi. Ok con ơi.